Kính thưa quý vị, mới đây tại diễn đàn khuyến nông và nông nghiệp vừa diễn ra tại Tiền Giang, ông Phan Huy Thông, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho biết, giá trị xuất khẩu của trái cây Việt Nam đã đạt trên 1 tỷ đô la Mỹ, một số loại trái cây khác cũng được cấp phép xuất khẩu đi các thị trường khó tính. Theo ước tính, từ đầu năm đến nay, đồng bằng sông Cửu Long đã xuất khẩu trên 160.000 tấn trái cây đặc sản sang các nước như là Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Giá trị xuất khẩu đạt trên 1 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh đó, nhiều loại trái cây Việt Nam khác như là chôm chôm, thanh long, nhãn đã được cơ quan kiểm dịch thực vật Mỹ cấp mã cốt xuất khẩu. Xoài và thanh long cũng được cấp phép sang thị trường Hàn Quốc, Úc và New Zealand. Dự báo trong năm 2015, nhu cầu nhập khẩu trái cây toàn cầu sẽ vào khoảng 3,6 triệu tấn một năm, trong đó có khoảng 2,6 triệu tấn trái cây được nhập từ các nước nhiệt đới.